Cậu nhóc này sở hữu một siêu năng lực tuyệt vời, chỉ cần ăn đồ vật của người khác là có thể kéo người đó vào tưởng tượng của mình. Tận dụng điều đó, cậu liên tưởng tới cô bạn thân Jom và bạn của cô ấy vào phòng riêng để đóng gạch cùng nhau. Nhưng bạn không ngờ rằng, những người bị kéo vào trong tưởng tượng thì bên ngoài cũng có cảm giác giống hệt như vậy ngoài đời. Nhờ siêu năng lực đó nên cậu nhóc đã đóng gạch đổ 1.000 nữ sinh trong trường. Không chỉ có vậy, cậu còn có khả năng chữa lành vết thương đến không ngờ. Hôm đó ngón tay của cậu không may bị thương nhưng chỉ một giây sau vết thương lập tức lành lại. Chưa hết, những ai tấn công cậu thì sẽ bị phản lại toàn bộ sát thương mà người đó gây nên. Cậu nhóc này là Kenley. Chỉ cách đây vài ngày cậu bị cả thế giới coi là kẻ lập dị, đi mua mì tôm thì chỉ ăn mỗi vỏ bên ngoài. Chính vì thế Kenley luôn là mục tiêu trêu chọc của đám bạn cùng lớp. Chúng gọi Kenley là thằng nhóc rác rưởi và mỗi khi thấy cậu là bọn chúng cho đầu cậu vào trong thùng rác. Cũng chính vì ăn nhựa và những thứ linh tinh khác, cơ thể của Kenley trở nên suy dinh dưỡng đến mức kiệt quệ. Mẹ của Kenley là Alex vô cùng lo lắng cho con trai mình nên đã gọi bác sĩ tới. Ông bác sĩ khuyên Alex rằng còn trẻ thì đẻ thêm đứa nữa đi chứ thằng con bà bị tâm thần rồi. Nhưng mẹ Kenley là người rất thương con, bà ấy nói với Kenley sẽ tìm mọi cách để giúp cậu. Vài ngày sau, có một ông già tự nhận mình là Chúa, ông ta nói có thể chữa lành mọi vết thương. Thực sự là như vậy, có một bà lão bị đau xương mỏi gối. Khi đưa cho ông già 10.000 đô la thì chỉ với một cái chạm tay của ông già thì bệnh của bà cũng khỏi hoàn toàn. Thấy ông già kia quá thần thông quảng đại, mẹ của Kenley đã mời ông ấy về nhà để chữa bệnh cho con trai mình. Ông già lập tức đồng ý khi thấy Alex trả giá 100.000 đô. Thế nhưng siêu năng lực của ông già này không phải tự dưng mà có. Ông ta đã ăn trộm cánh tay của tộc trưởng người da đỏ nên có siêu năng lực này. Con của tộc trưởng da đỏ là Win tới khuyên ông ta hãy dừng lại nếu không sẽ có kết cục rất thảm. Nhưng mà có siêu năng lực để kiếm một núi tiền thì chẳng ai ngu gì mà đồng ý dừng lại đâu. Ông già tới gặp Kenley liền đặt tay lên người của cậu. Đột nhiên cơ thể của cả hai đều co giật. Ông già đứng dậy rồi mất kiểm soát đến mức tẩy cả ra quần. Rồi ông ta đột tử không rõ lý do là gì. Ngay sau cái chết của ông già kia, những điều kỳ lạ về cơ thể của Kenley liên tục xảy ra. Kenley chẳng may bị đứt tay thì vết thương lập tức lành lại. Khi bị chùm trường tấn công thì mọi sát thương mà hắn ta đều phản lại y hệt vào người của hắn. Như kiểu Kenley đang mặc 6 cái giáp gai vậy. Khi có siêu năng lực này, chẳng nói cũng biết Kenley mừng như bố đẻ em bé. Đêm hôm đó, bố của gã chùm trường tới gặp Alex để hỏi chuyện. Ông ta cho rằng con trai Red của ông ta đã bị Kenley tấn công. Kenley nói rằng mình không đánh cậu ta, mà chính Red đã tấn công cậu để rồi bị thương. Kenley kể cho mẹ mình về siêu năng lực của mình. Khi bà mẹ véo Kenley thì bà mẹ cũng bị đau ngay lập tức. Bà mẹ rất vui mừng khi con trai mình có siêu năng lực này. Bà mẹ hy vọng Kenley sẽ sử dụng siêu năng lực vào những việc có ích cho thế giới này. Ngày hôm sau trên lớp học, cô bạn thân Jom làm rơi chun buộc tóc thì bị Kenley ăn mất một góc. Đột nhiên Kenley rơi vào ảo giác. Cậu cùng với Jom và cả bạn của Jom cùng nhau đóng gạch trong ảo giác đấy. Tưởng là ảo giác nhưng ngoài đời thật, hai cô bạn sướng rên lên. Đến tối, trường của Kenley tổ chức bữa tiệc ngoài trời. Thế nhưng những gã côn đồ đã trêu ghẹo Jom rất quá đáng. Kenley đứng ra bênh vực cho cô thì bị nhận hàng ngàn lời đe dọa. Bố của Red cũng ra dọa Kenley rằng nếu làm hại đến các con của ông ta sẽ cho Kenley sống không bằng chết. Thế nhưng ông ta đâu biết các con của ông là những gã côn đồ máu lạnh. Kenley không muốn dính dáng tới bọn này nên đã đạp xe về nhà. Thế nhưng bọn này quyết không buông tha cho Kenley, bọn chúng dùng ô tô bám theo. Bọn chúng sẽ dùng ô tô để dọa Kenley một trận sợ ỉa ra quần. Kenley hoảng sợ đạp xe bỏ chạy, nào ngờ bị vấp ngã. Chiếc ô tô đâm thẳng vào mặt của Kenley khiến cho đứa lái ô tô nát tan mặt. Còn Kenley thì không làm sao hết. Kenley nói tại sao không buông tha cho mình, thấy hậu quả của việc chúng mày làm chưa. Chỉ vài phút sau, công an và y tế đã có mặt tại hiện trường. Khi điều tra ba thằng kia và Kenley thì công an kết luận chỉ là tai nạn giao thông rồi thả cho mọi người trở về. Sau ngày hôm đó, Kenley trở nên mạnh dạn hơn khi cậu luôn tiếp xúc với Jom trước mặt đám đầu gấu. Chính vì thái độ của Kenley, bọn đầu gấu đã ngứa mắt và bọn chúng sắp thực hiện một kế hoạch động trời, đó chính là đốt nhà của Kenley. Nói là làm, đêm hôm đó bọn chúng tới trước nhà Kenley để đợi cậu ta ra khỏi nhà, nhưng bọn chúng không thể ngờ bên trong nhà con mẹ của Kenley đang ngủ. Bọn chúng lấy ô tô kéo căn nhà bé nhỏ của Kenley đi. Alex bên trong căn nhà vô cùng hoảng sợ, bình ga trong nhà bị đổ khiến cho căn nhà nổ tung. Kenley khi về tới nhà thì thấy mọi thứ đang cháy rụi, mẹ của cậu đã bị thiêu sống. Đám tang của Alex đã là bước ngoặt cuộc đời của Kenley. Cậu đau lòng đứng trước mộ của mẹ rồi được Jom tới an ủi.
Kelly nói sẽ tới Mỹ để học hành phát triển rồi hôn John để tạm biệt. Đến khi John rời đi, Kelly ăn một phần quần áo của mẹ thì bắt đầu nôn ẹ, không biết chuyện gì đang xảy ra với Kelly. Đến khi gặp cảnh sát trưởng, Kelly đã nói có 4 kẻ đã sát hại mẹ cậu, thì ra khi ăn quần áo của người đã mất. Kelly còn có khả năng chứng kiến cái chết của họ ra sao. Chính vì như thế, Kelly đã biết được vụ cháy hôm qua là do 4 kẻ đầu gấu ở trường cậu làm. Ngay lập tức Kelly đi tìm bọn chúng để trả thù. Đầu tiên là Kelly ăn quần áo của gã da đen này. Kelly tự bóp cổ đến nghẹt thở, thế là gã da đen đã đi gặp ông bà ông vải. Kelly xuất hiện rồi thông báo cho 3 đứa con lại sắp tới bọn chúng sẽ phải chịu cái chết đau đớn. Bọn chúng rất hoảng sợ trước siêu năng lực của Kelly, vì Kelly có thể giết người mà không cần động tay trực tiếp. Bọn chúng liền đi báo cảnh sát nhưng nào ngờ lại bị rơi vào diện tình nghi cố tình sát hại bạn mình. Đêm hôm đó, Kelly tới gặp John và thông báo mình sẽ không đi nữa. Cậu kể kế hoạch trả thù của mình cho John nghe. John đã khuyên cậu đừng làm hại bọn họ. Hãy để bọn họ chịu đúng hình phạt thích đáng trước pháp luật. Thấy lời của John nói là đúng, Kelly đã đồng ý với cô không hại bọn họ. Tới ngày hôm sau, Kelly chủ động tới gặp 2 kẻ đầu gấu kia. Kelly đã cho bọn chúng cơ hội nếu tự thú với công an và toàn trường rằng bọn chúng đã giết mẹ cậu, thì cậu ta chắc chắn sẽ tha cho. Thế nhưng bọn đầu gấu không chịu, lời qua tiếng lại gã đầu gấu cầm axit tạt vào mặt của Kelly nên bị phản đòn ngay lập tức. Vậy là một gã nữa lại phải trả giá cho những tội ác mà bọn chúng đã làm. Còn 2 đứa đầu gấu nữa mà Kelly cần phải xử lý, Kelly lén lút ăn chiếc quần lót của 2 đứa còn lại, sau đó tới trước mặt bọn chúng để bắt bọn chúng phải đi đầu thú. Thế nhưng 2 đứa này nhất quyết không nhận tội, thế là Kelly đã lấy mũi khoan tự khoan vào chân mình. Gã đầu gấu kia cũng phải nhận sát thương từ Kelly gây nên. Ông bố của gã đầu gấu rút súng ra dí vào đầu của Kelly rồi bóp cò. Thế là tất cả gã hại Alex đều đã quy tiên. Lúc này cô bạn gái John tới khuyên Kelly hãy dừng lại. Thế nhưng Kelly không hề hại bọn chúng. Tất cả là do bọn chúng cố tình làm hại lên cơ thể cậu rồi bị chết. Chưa kể Kelly đã tạo cho bọn chúng cơ hội để tự thú mà bọn chúng đã không chịu. Thế rồi John nói muốn lấy cậu làm chồng để đóng gạch cùng cậu suốt đêm. Nhưng Kelly phải nghe lời cảnh sát trưởng loại bỏ đi siêu năng lực thì cô mới đóng gạch cùng cậu. Đêm hôm đó con trai của tộc trưởng da đỏ làm lễ để loại bỏ siêu năng lực trên người của cậu. Thế nhưng đám cảnh sát từ đâu xuất hiện đúng vào lúc buổi lễ đang hoạt động. Cảnh sát bắt người da đỏ hãy dừng lại khiến cho buổi lễ bị gián đoạn. Kelly lúc này đã hóa thành quỷ. Cảnh sát thấy sợ quá nên đã nổ súng, nào ngờ bắn nhầm vào cả John. Thấy bạn gái chết ngay trước mắt mình, Kelly đau buồn lấy lại được quyền làm chủ cơ thể. Thì ra trong cơ thể cậu luôn tồn tại một con quỷ. Nó đang lấn át dần phần lương thiện của Kelly. Cậu ta tức giận moi tim của mình ăn ngay tại chỗ để trả thù con quỷ kia. Thế là Kelly chết ngay tại chỗ. Tới khi bác sĩ tới đưa thi thể đi, John bất ngờ tỉnh dậy. Thì ra là Kelly trước khi moi tim đã truyền siêu năng lực cho cô bạn gái này. Bộ phim này quả thật vô cùng hấp dẫn, có đúng không nào? Nói thật cho tôi biết nếu các bạn có siêu năng lực này sẽ làm gì. Mình là Ngọc Nữ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ cho chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.